ở video mà. Không, cái này là máy khác, cái máy kia là mẹ, cái hình thức nó làm khác. Là mình ngon thịt ăn thịt. Máy nhà mình có nghiền như này được không anh? Không. Ừ. Đấy, mình phải bốc ra xong lại cho vào. Cho vào vẫn không, cái tỷ lệ không nhỏ đâu. Ừ. Cái này là băm. Cái máy của bà Xuân thì xin. Cái này là thái mịn thôi, cho gà cho vịt luôn, trộn. Cái đấy motor mà cái dao vẫn dùng được, tội là cái chân nó hỏng. Chứa cho em xin ít cám nữa được không? Chứa ít cám khô nữa. Em tụng thêm vào đây, cái này hơi rồi. Nhà nhà tớ có cái máy này vô tơ vẫn còn rất là ngon. Được. Nhưng mà cái sắt này nó bị ấy. À. Nó bị hỏng. Bây giờ có thể gia công hộ được không? Được chị. Ừ, chị gia công bảo hiểm thôi. Anh chuyển ra đó. Chuyển sao được? Không cần phải gia công. Chị lấy cái tháo cái động cơ của nhà mình là cái khung của em lắp vào là vừa. À. Còn lưỡi dao các thứ có hết. Không, cái kia to lắm. Không, mình lái động cơ thôi mà. À, thì đã đánh như thế rồi. Để nhưng mà... tí đưa cho các bạn đi xem đấy, mình đang để kia đúng không? Ừ, đấy. Động cơ to. Máy ép du luôn, thích lắm. Động cơ to thì sợ khỏe quá. Sợ khỏe quá. Cái này chỉ cần 1,1 ký thôi. Hoặc 1,5 ký là được. Motor to quá. Không, nó không, để làm việc... Khỏe. Khỏe quá, không làm không được. Nhưng một cái máy này có đắt không? Có 2 triệu mấy thôi. 2 triệu mốt.
chị lấy cái motor mình giao đi kia vẫn chuẩn, nhưng chỉ tội cái là ấy thôi, nặng quá. Cái nó thứ nhất là nặng, cái thứ hai là toàn bộ cái ấy bên ngoài bảo hiểm kia là nó không còn nữa. Nó mục hết rồi. Quá lâu ngày nó mục. Bác ơi cho cháu xin một cây chuối nữa được không ạ? Cho cháu xin cây chuối nữa được không? Được. Lát cháu thử máy này luôn. Được. Cái này băm cỏ cho cá cho. Cái này băm cỏ cho cá cho trâu bò. Cẩn thận dao sắc đấy bác. Cái dao này với dao kia là nó khác của cái máy kia. Đây là bác. Cái máy kia ấy là cái nó lại ló này là cái này.